Xin kính chào các anh chị phụ huynh và các bạn đang theo dõi clip. Tôi là Minh Hiếu, chuyên viên tư vấn từ Trung tâm Sinh trắc Vân tay UKID. Hôm nay chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học về chuẩn vân tay tắc kè hoa WC, WD và WI. Để có thể đề cập và chia sẻ về đặc điểm của chuẩn vân tay tắc kè hoa WC, WD và WI, đặc điểm đầu tiên chúng ta cần nhắc đến đó chính là sự linh hoạt. Thông qua hình ảnh của những chú tắc kè, chúng ta có thể liên tưởng ra được điều đó. Những con tắc kè để vào môi trường đất sẽ biến thành màu nâu đất, để vào môi trường cây cối sẽ biến thành màu xanh của lá. Thì những người sở hữu chuẩn vân tay này, họ sẽ có khả năng thiên biến vạn hóa, vụng chèo khéo chóng. Tùy vào mỗi môi trường, mỗi điều kiện hoàn cảnh, họ sẽ thích nghi ứng biến cho phù hợp với môi trường đó. Cái câu mà ông bà ta hay nói nhập gia tùy tục là đang nói về đặc điểm của những người sở hữu chuẩn vân tay này. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Những người này họ sẽ có khả năng tương tác giao tiếp với rất là đa dạng đối tượng khác nhau. Họ dù làm bất kỳ một cái ngành nghề nào, nhưng khi họ ra chợ, họ tiếp xúc với những người bán cá, bán thịt, bán rau, họ sẽ có cái phong thái tương tác giống như những người đó. Khi họ lên trường, họ gặp giáo viên, gặp thầy giáo, cô giáo, họ sẽ có cách nói chuyện, ứng xử rất là đúng mực. Và trong vai trò, họ sẽ là một người chủ doanh nghiệp, họ sẽ ứng xử với phong thái của một nhà lãnh đạo. Thì đây là một trong những đặc điểm nổi trội nhất của chuẩn vân tay tắc kè, mà không có chuẩn vân tay nào có thể sánh bằng đặc điểm này của họ. Và chính vì đặc điểm giao tiếp rất là khéo léo của những người này, diễn xuất sẽ là một tài năng thiên bẩm của những người này. Vì vậy cho nên chúng ta cũng có thể tham khảo về ngành nghề diễn viên, sẽ là một trong những ngành nghề khá là phù hợp với những người có sở hữu chuẩn vân tay tắc kè. Đặc điểm thứ hai cần kể đến của chuẩn vân tay tắc kè đó chính là tính hướng ngoại và thích chia sẻ. Bạn là mẫu người thân thiện, vui vẻ và dễ hòa nhập trong môi trường mới, có sự chủ động trong việc kết nối, thiết lập các mối quan hệ và luôn thể hiện bản thân. Bạn sở hữu tư duy mở, sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận những cái mới, thích chia sẻ, thích nói và luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Chính vì việc bạn kết bạn quá nhanh chóng, dẫn đến việc bạn không có đủ thời gian để chăm sóc cho từng mối quan hệ khác nhau. Một lời khuyên hữu ích dành cho bạn, hãy sàng lọc thật kỹ lưỡng và chú trọng vào chất lượng thay vì số lượng bạn nhé. Đặc điểm tính cách tiếp theo đó chính là tính cảm hứng trong bạn. Khi bạn cảm thấy vui vẻ, năng lượng trong bạn rất dồi dào, bạn có thể hoạt động 200% công suất bạn làm việc. Nhưng khi bạn cảm thấy buồn, chán, nản, mệt mỏi, bạn không có chút tinh thần và sức lực nào để làm việc. Thành ra, bạn rất dễ bị hấp dẫn bởi một mục tiêu nào đó. Trong giai đoạn đầu tiên khi bạn thực hiện, bạn hoàn thành công việc cực kỳ tốt. Nhưng mà càng về sau, cảm hứng trong bạn đã mất dần. Bạn rất là dễ nản, dễ từ bỏ, bỏ dở giữa chừng và không tiếp tục theo đuổi mục tiêu đó. Đây chính là một trong số những điểm yếu chết người của bạn. Lời khuyên cho bạn, hãy giữ cho mình một tinh thần lạc quan và duy trì năng lượng tích cực để hiệu suất công việc của bạn được tối ưu nhất bạn nhé. Đặc điểm tính cách tiếp theo tôi muốn kể đến đó là sự đa mục tiêu và nhiều sở thích ở những người này. Vì bản thân bạn là mẫu người đa di năng, có nhiều kỹ năng và nhiều tố chất để có thể làm rất nhiều công việc khác nhau, bạn cũng mang trong mình tinh thần ham học hỏi, sẵn sàng tiếp nhận những kiến thức mới, lăn xả và xông xáo để có nhiều trải nghiệm những việc bạn chưa từng thử qua. Ưu điểm của việc này, bạn sẽ có kinh nghiệm cho nhiều lĩnh vực. Nhưng đồng thời nhược điểm của nó, tôi gọi đây là một sự tham lam và hơi ôn đồn. Một lúc bạn tập trung cho rất nhiều mục tiêu khác nhau, dẫn đến việc sức mạnh của bạn sẽ bị phân tán cho từng mục tiêu. Vì vậy, mỗi mục tiêu của bạn chỉ nằm ở mức độ hoàn thành, chứ chưa có sự hoàn hảo. Hãy chia nhỏ từng mục tiêu của mình ra, hãy đặt thứ tự ưu tiên, mục tiêu nào là quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại và ưu tiên thực hiện những mục tiêu đó trước. Bạn sẽ đạt hiệu quả tốt nhất trong từng mục tiêu của mình. Và điểm cuối cùng tôi muốn đề cập đến đó chính là phong cách làm việc của chuẩn vân tay tắc kè. Một phong cách không lẫn vào bất kỳ chuẩn vân tay nào được, đó chính là phong cách nước đến chân mới nhảy. Bạn là người yêu thích sự tự do và thoải mái, bạn không thích sự gò bó và gắn mình vào bất kỳ nguyên tắc luật lệ nào. Bạn thường làm việc không theo kế hoạch và cho dù bạn có xây dựng nên một kế hoạch, thường bạn cũng sẽ không tuân thủ theo kế hoạch đó. Bạn vẫn ý thức được là 3 ngày nữa là đến deadline của công việc này rồi, nhưng bạn vẫn rất ung dung và tự tại, và cho đến cuối cái ngày, tối cái ngày của deadline đó, bạn mới bắt tay vào cái việc bạn thực hiện, bạn làm cái mục tiêu này. Vậy cho nên, nếu như khi bạn làm việc nhóm với những người mà họ có tính chất nguyên tắc nè, hệ thống và quy trình, thường bạn sẽ bị đánh giá là những người không có nguyên tắc và không có tính chất kỷ luật. Thông qua nội dung bài chia sẻ ngày hôm nay, tôi đã chia sẻ cho các bạn 5 đặc điểm tính cách cơ bản của những người sở hữu chuẩn vân tay WC, WD và WI. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay cho UKID để được hỗ trợ bạn nhé.